Các bạn xin mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức bài 44 bảng chia 5 tiết 2. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về toán lớp 2 sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa toán 2 kết nối Thành Đô Vlog và bài tập toán 2 kết nối Thành Đô Vlog. Luyện tập bài 1 tính câu E. Trước hết các em thực hiện phép chia 10 chia 2 bằng bao nhiêu. Các em viết vào chỗ trống này. Sau đó các em lấy kết quả vừa tìm được nhân với 4. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi mời các em chúng ta cùng tham khảo. 10 chia 2. 2 nhân mấy bằng 10? 2 nhân 5 bằng 10. Vậy 10 chia 2 bằng 5. 5 nhân 4 bằng 20. Câu B. Năm nhân 4 bằng 20. 20 chia 2. 2 nhân mấy bằng 20? 2 nhân 10 bằng 20. Vậy 20 chia 2 bằng 10. Luyện tập 2. Bạn Nam đã cắt 30 hình tròn để trang trí đèn ông sao. Mỗi chiếc đèn cần 5 hình. Hỏi bạn Nam trang trí được bao nhiêu chiếc đèn ông sao? Rồi các em hình dung. Bạn Nam đã cắt 30 hình tròn để trang trí đèn ông sao. Mỗi chiếc đèn cần 5 hình. Như vậy bạn Nam trang trí được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bạn Nam trang trí được 6 chiếc đèn ông sao. 30 hình tròn chia cho mỗi chiếc đèn là 5 hình. Ta có phép chia 30 chia 5 bằng 6. Rồi trước hết là các em viết câu trả lời. Bạn Nam trang trí được số chiếc đèn ông sao là 30 hình chia thành các nhóm, mỗi nhóm là 5 hình. Ta có phép chia 30 chia 5. 5 nhân mấy bằng 30? 5 nhân 6 bằng 30. Vậy 30 chia 5 bằng 6. 6 chiếc. Đáp số là 6 chiếc đèn ông sao. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.